Shop áo may chấm com, shop áo thun Minecraft, giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Ở tập trước thì mình đã gặp được em Pokemon cuối cùng trong bộ 3 XYZ rồi đó các bạn ơi. Đó chính là em Xerneas nè. Và đây là một em Pokemon hệ tâm linh á. Có 4 kỹ năng nhưng mà 4 kỹ năng đều khác hệ trơn à. Và có kỹ năng Night Slash nè. Và Aurora Beam là gây được sát thương thôi. Hy vọng rằng sắp tới mình có thể có thêm nhiều cái đĩa tốt cho em Pokemon này nhá. Và ngoài ra thì mình cũng đã bắt được thêm một em Cosmog nè và một em Uzi, một Pokemon trong bộ 3 ao hồ á. Vậy là mình chỉ còn thiếu một em cuối cùng, hình như là em Mesprit thì phải á, để mình có thể có đủ bộ 3 ao hồ và chế tạo một thứ rất là đặc biệt nhá. Rồi giờ thì đặt lại cái trụ đi, đập vỡ mất tiêu rồi. Trong thời gian với hai tập á thì mình cũng đã lựa ra một vài Pokemon mà mình có thể tiến hóa nhanh luôn á. Và đây thì có hàng phía dưới này nè các bạn ơi, trong đó có cả em Cosmog cơ. Tạm thời mình sẽ lấy ra những em này trước nha, để mình tiến hóa trước nha các bạn. Và mấy em này thì mình không nhất thiết phải trao đổi đâu, mình chỉ cần cho hân kẹo thôi á, là mấy em này cũng đủ để tiến hóa rồi. Mấy em này cũng xem level với nhau á. Đây chẳng hạn như cái em Pokemon này nè, Scary, mình nhặt mình bắt được ở bên cái vùng Misa á, và học được một kỹ năng Crush 80 điểm sức mạnh á, thay thế cho kỹ năng Payback này đây, tại vì nó cùng hệ, ăn thêm một viên nữa nè. Đó, và lên level 39 thì em Scary này á đã tiến hóa rồi nè các bạn ơi. Và khi tiến hóa thì em ấy sẽ trở thành em Pokemon gì đây nhá. Nhưng mà kích thước có vẻ không thay đổi nhiều lắm. Trở thành Scrappy các bạn ơi. Và bây giờ còn có cái máy cái bồn ngựa nữa nè. Nhìn ngầu cực luôn á. Và phía sau óc em ấy còn có cái giống như là cái nón của áo hoodie vậy đó các bạn ơi. Ui nhìn xịn nha. Nhìn tiếng hóa lên rất là ngầu luôn á. Và hệ thì vẫn giữ nguyên là chiến đấu vào bóng tối. Ok, tạm thời thì em này đã tiến hóa, giờ thì nhường cho em cá sấu đi nhá. Em cá sấu này thì mình đã bắt được ở cái vùng sa mạc á. Rồi cho ăn một viên kẹo và lên cấp 41 thì em cá sấu đã bắt đầu tiến hóa rồi nè. Lần trước mình đánh một cái hội quán thì mình gặp ông chủ hội quán á, cũng cầm em cá sấu này nhưng mà dạng tiến hóa cơ, có đeo mắt kính màu đen á, nhìn rất là ngầu luôn. Nè tiến hóa rồi và trở thành Crocodile các bạn ơi. Được đó nha. Ủa nhưng mà sao tiến hóa xong ngước cổ lên trời rồi. Nhìn anh nè, đừng có nhìn lên trời nữa. Nhìn anh đi, sao nhìn lên trời không vậy. Ui tiến hóa xong không thèm nhìn mặt mình luôn rồi. Nhưng mà vẫn đi theo mình, không chịu nhìn mặt mình mà cứ đi. Ui ui. Còn biết quay mồm mồm nữa, bó tay với em này luôn á. Ủa sao? Ủa cái này nó có phải là trường hợp đặc biệt khi tiến hóa không ta? Không thèm nhìn mặt mình luôn rồi. Không thèm nhìn mặt anh cho vô chồng nha. Rồi giờ thì tới em Chamoo này nè. Đây là một Pokemon này rồng, nhìn rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Cái phần đầu á các bạn có thấy hình trái tim màu vàng không? Rất là đẹp luôn á. Mình sẽ cho máy ăn một viên thôi là đủ để tiến hóa luôn rồi nè. Nói chung thì trong việc máy tính của mình còn nhiều em gần đủ level tiến hóa lắm, thì sắp tới mình lựa ra rồi mình sẽ tiến hóa cho các bạn xem nha. Và khi em đó tiến hóa thì đã trở thành Hakamo. Được nha, và học được thêm một kỹ năng hệ chiến đấu nè, mình sẽ dạy cho em ấy luôn nha. Rồi và tình hình là em ấy lên được level 35 hả? Chắc mình phải train em ấy thêm một thời gian thì mới đủ level để tiến hóa tiếp các bạn ơi. Và đặc biệt nhất thì chính là em Scott Mod này nhá. Em Scott Mod này á, thì các bạn có chỉ mình có thể tiến hóa thành hai dạng. Thứ nhất là dạng ban ngày và dạng ban đêm á. Nhưng mà hình như khi tiến hóa ban đêm thì sẽ trở thành... Úi, chưa, từ từ. Ở đây có em Pokemon gì vậy? Ui, Pokemon gì lạ vậy? Ui, hình như em Pokemon này thôi miên cái gì nè. Cầm cái đồng xu giống như mấy người thôi miên á. Được. Để coi dạng Pokemon mình giờ chắc cũng đủ để đánh với em này thôi. Nhưng mà mình còn thiếu bóng chứa, để mình lấy một ít cái bóng chứa ra cái đã. Giờ trời tối đúng không? Lấy Dust Ball ra là đủ rồi. Cấp 50 lận á, không có đùa đâu. Rồi, Scizor ra chặn đi. Mình sẽ thử bắt em Pokemon lạ này nhá. Đang tiến hành quá trình tiến hóa cho Pokemon mà gặp em này bắt luôn. Rồi và tấn công bằng Pond Sweep thì gây cũng được khá sát thương đó các bạn ơi.
Rồi máu đã khát rất là hấp rồi nè. Mình sẽ bắt đầu cho cái dustborn ra bên ngoài để bắt được em hypno này nhá. Giờ kết ra mình đứng đâu ai gìn gìn ở trong cái ngôi làng mình chứ. Và với một dustborn thì mình đã bắt được em đó luôn rồi. Ui, hút hút đừng có khiêu chiến, dám khiêu chiến nè. Kỳ chiến hả? Ui, được thêm mấy cái berry nè. Berry sắp tới mình cũng khá là cần á, để cho một vài em Pokemon ăn á các bạn ơi. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu cho em Cosmog mình ăn kẹo nhá. Tại vì mình rất muốn tiến hóa này. Trong cái dàn Pokemon huyền thoại của mình á, thì mình có một cái em Pokemon tên là Necroma. Necroma hình như mình đặt ở phía sau bên này thì phải. Đây nè, Necroma nè. Và trong người em Necroma này mặc định có một cái N Luna Razor các bạn ơi. Và cái này á thì để ghép em Lunala với em Necroma lại. Thế nên chắc mình sẽ tiến hóa cho em mấy dạng ban đêm nhá. Rồi hôm khác mình qua cái vùng gỗ sòi sẩm á, mình sẽ cố gắng bắt thêm một em Cosmog nữa để tiến hóa tiếp. Nhưng mà em này hình như phải tiến hóa tới 2 lần á thì mới trở thành Lunala được. Giờ thì mới tiến hóa lần 1 thôi. Và em ấy sẽ trở thành một em tên là Cosmoem các bạn ơi. Cosmoem nè. Đó. Và giờ thì mình sẽ trang máy ăn thêm một tí nữa nhá. Mình có tìm hiểu thêm một xíu, hình như em này level 53 thì mới tiến hóa tiếp á, nên mình sẽ cố gắng cho ăn nhiều nhiều kẹo một xíu. May mà mình vẫn còn đủ kẹo và lên level 53. Đó. Cosmoem đã tiếp tục tiến hóa rồi. Và bây giờ thì Cosmoem của mình tiến hóa vào ban đêm nên sẽ trở thành, ủa đâu rồi? Đấy rồi. Lunala đó các bạn ơi. Wow, cái cánh nó bị đẹp luôn á. Ấy còn bay được nữa nè. Có thể gấp mình bay thổi con gà mái luôn. Giờ thì chần chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau cho Lunala ghép với Necroma thôi. Hổm rày Necroma cũng rất là lâu rồi đó, chưa được mình ha, mang ra bên ngoài. Lấy cái N Luna Razor này ra, sau đó chỉ cần kết hợp hai Pokemon huyền thoại lại với nhau theo cách này một cái nó. Và bây giờ thì Necroma mình đã kết hợp với Lunala học thêm được một cái năng bóng tối này các bạn ơi. Mình sẽ dạy cho máy vô cái slot này đi nhá. Rồi, coi kìa. Necroma của mình đã có đôi cánh của Lunala rồi và có thể cưỡi không? Hình như không cho cưỡi các bạn ơi. Kỹ năng thì giống như thường lệ, em Necroma này có thể triệu hồi ra cái cánh cổng Ultra. Rồi và tạm thời thì mình sẽ cho máy vô trong. Ê, nhưng mà khoan, mình muốn xem coi trước khi tiến hóa và sau khi tiến hóa thì em này á có sự chênh lệch về sức mạnh như thế nào nhá. Tạm thời thì mình sẽ xem thông tin của em Necroma nè. Chỉ số tấn công là 203, phòng thủ là 176 đúng không? Nhưng mà khi mình ghép lại một cái giống như vậy thì cái phần chỉ số tấn công sẽ tăng lên. Wow, vậy là tăng lên nhưng mà nó không được nhiều cho lắm các bạn ơi. Chủ yếu là mình thấy trang máy nó đẹp hơn thôi á. Rồi và em Necroma này đã được ghép thành công. Giờ thì trên người mình vẫn còn một em Pokemon, đó chính là em khỉ nè. Em khỉ xanh này á thì mình không có thể nào cho ăn kẹo để tiến hóa các bạn à. Mà mình phải bắt buộc phải có một cái loại đá giống như Raichu, Pikachu tiến hóa thành Raichu vậy. Ở đây thì mình cần phải có một loại đá mang tên là, đây nè, Leafstone á. Đây là những cái mảnh thôi nên mình cần phải ghép lại thành một cái viên đá hoàn chỉnh. Rồi và bây giờ thì em khỉ này mình sẽ cho lại cái khu vực trống trống đi, tiến hóa cho dễ quan sát nhá. Đây nè, đây là khu vực lý tưởng để cho mấy tiến hóa. Rồi và tiến hóa đi em Banset ơi. Rồi. Cho vô một cái Leafstone nữa các bạn ơi là tiến hóa liền. Và khi mấy tiến hóa thì sẽ trở thành Pokemon tên gì đây nào. Và hình dạng thì mình thấy không có tăng nhiều quá về kích thước á. Wow, nãy giờ có hai Pokemon có máy, có cái phần máy nhìn cực kỳ ngầu luôn á. Hồi nãy thì có cái em đây nè, em Scraffy á. Em này á thì có máy bơm ngựa, còn em này là có máy vuốt lên á, nhìn rất là ngầu luôn. Mất đi dễ thương rồi, thay vào đó là cái vẻ mặt lạnh lùng và cực kỳ cool ngầu á. Thôi kệ đi, vậy là mình đã có hai anh bạn mới rồi, nhìn khá là ngầu nhưng mà mấy em này còn cấp thấp lắm các bạn ơi. Chắc mình phải cố gắng luyện tập cho mấy mấy trong thời gian chứ 2 tập để có thể có được cấp độ cao cao rồi dễ dàng đi đánh bại mấy Pokemon khác hơn nhá. Còn giờ thì mình sẽ chạy vô đây để lựa cái dạng Pokemon và đi khám phá thôi. Necroma thì chắc mình sẽ cho ra trận hôm nay đi, tại vì vừa mới kết hợp với Lunala mà. Rồi em khỉ này cũng vô trong đi. Em cá sấu thì cấp 41 ta. Để mình xem coi.
Cái phần tấn công em này không được cao cho lắm, để mình luyện lên khoảng 50 mấy 60 mấy thì đem ra đi chiến đấu là hết sảy luôn á. Để coi hôm nay em Pokemon nào mà mình ít đem ra đi ta. Hay là mình sử dụng bộ ba XYZ đi nhờ. Được á, mình mới sở hữu full bộ ba XYZ thôi. Thử thử một hôm coi coi dạng Pokemon huyền thoại này liệu có ổn không nhá. Và cái này là có hệ tâm linh nè, hệ tiên rồi hệ bóng tối, còn cái này là hệ đất rồi đúng không, hệ rồng luôn. Hệ bọ để bắt mấy Pokemon thấp nè, chắc mình sẽ kiếm thêm một em Pokemon hệ thường đi. Và nhắc đến hệ thường thì mình còn một cái ứng cử viên rất là sáng giá nha, đó chính là em Bonphalan. Đã rất là lâu rồi á mình chưa cho Bonphalan ra trận các bạn ơi. Người bạn này đã giúp mình giai đoạn đầu rất là nhiều luôn á, nên hôm nay mình sẽ cho ra trận nhá. Và kỳ hiệu trước đây rồi, và mục tiêu của mình trong ngày hôm nay á là mình sẽ đi đến cái khu rừng Taiga thân bự á, và mình có biết được cái tọa độ bằng cách hỏi chị Google rồi. Cái khu gần đó ở tọa độ là -1000 đến -1400 thôi, và khi mình xác định thì hình như sẽ đi về hướng bên đây nè các bạn ơi. Rồi giờ thì không chần chờ gì nữa, mình sẽ cưỡi Ivertoad đi, rồi sau đó đi đến cái khu rừng Taiga bự đó nhá. Trên đường đi nếu mà mình gặp một cái em Pokemon nào lạ lạ hoặc là mạnh mạnh á thì mình sẽ bắt và đánh nhau với nó để cho các bạn xem nhá. Úi, ở đây mình gặp em Pokemon Void nè. Cái này không biết có phải là dạng tiến hóa của Phanpy nè. Đây là một trong những cái Pokemon đầu tiên của mình á. Hình như đây là dạng tiến hóa của em ấy thì phải. Lỡ rồi chắc mình sẽ bắt thêm một em đi các bạn ơi. Và mình sẽ cho Scizor vào trận nhá, để kéo máu của em Dopa thì trước cái đã. Point Sweep một cái nè. Kéo bằng máu đã thấp rồi đúng không? Và giờ thì chắc mình sẽ sử dụng Liver Ball đi, tại vì trên lệch cấp giữa hai Pokemon này cũng là kha khá đó. Liver Ball nè, hy vọng là có thể bắt em ấy nhá. Em Phanpy của mình từ lúc mình bắt á, tại vì mình thấy em ấy dễ thương quá nên bắt thử ai về bắt một cái được luôn các bạn ơi. Còn em này thì cũng giống như Phanpy luôn, cũng một bóng là được ha. Và giờ thì cưỡi ý nhầm 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 cưỡi Ivertoad mới đúng, để mình đi tiếp nhá. Hình như còn thêm mấy trăm hồ nữa các bạn ơi thì mới tới cái khu rừng đó. Mở cái Pokéchest mình ra được cái Safari Ball nè, tăng tỷ lệ bắt Pokemon ở cái vùng đồng bằng. Được đó nha. Mấy cái bóng này mình chỉ sưu tầm thôi. Mình có được cái Cherish Ball nè, mình thấy ít khi mở ra với là không chế tạo được nên mình chưa có dám dùng á. Lure Ball thì mình không có câu cá nên mình chưa có dùng luôn. Phải cố gắng sưu tầm thêm nhiều bóng chứa Pokemon hơn các bạn ơi. Ở đây có thêm Pikachu nè. Pikachu thì bắt không ta? Ê, ê, chưa chưa chưa. Ở đây có em rùa nè, dễ thương vậy, bé xíu luôn á. Được 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 được, xì xò đâu ra trận em ơi. Mình sẽ pawn sweep em ấy một cái nhá. Rồi sau đó thì sử dụng cái Liver Ball để kiểu như là bắt em ấy thôi các bạn ơi. Hồi nãy mình thấy em Pikachu, chắc mình sẽ bắt em Pikachu đó luôn đây để sưu tầm á Liver Ball nè. Tại vì lần trước em Pikachu đầu tiên của mình á, mình đã lỡ dùng cái viên đá sấm sét rồi cho em ấy trở thành Raichu luôn rồi. Mình muốn có một em Pikachu á. Đâu rồi em Pikachu, hy vọng là đừng có despawn nhá. Pikachu đây 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 đây, Pikachu đây. Cấp 32 hả? Hai con cái với nhau thì không dùng lớp von được, cũng hơi tiếc đó. Von Sweep nè, rồi mong rằng mình có thể bắt em ấy nhanh nhá. Em này chắc cũng khó tính đây. Thử sử dụng cái Liver Ball luôn. Ý, vẫn được nè. vẫn được các bạn ơi. Rồi vậy là mình đã bắt thêm được một em Pikachu, và đây có em Rock Group nè. Mình còn ở nhà nên mình sẽ không có bắt thêm em đó nha, để sắp tới mình grind thêm mới được thì mới đủ level để tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau các bạn ơi. Ở đây có một cái Master Chest, để mình qua mình nghĩ coi cái Master Chest này ra cái gì đã, tại vì mình cảm thấy mình đang khá là may mắn trong việc mở chest á. Rồi thử xem cái chest này sẽ rơi ra cái gì cho mình nhé. Mở luôn được một cái đĩa. Pha K nữa, 70 điểm sức mạnh, tạm ổn đi, tạm ổn đi. Bây giờ thì mình còn khoảng 1000 ô lận các bạn ơi. Nãy mình nhìn nhầm mất tiêu rồi, 1000 ô lận mới tới á. Nhưng mà với cái tốc độ bay của Ivertoad thì mình tin rằng là không có mất quá nhiều thời gian để đến khu vực đó đâu. Và phía bên này có thêm một cái Ultra Chest nữa. Tranh thủ lúc đi tìm cái khu rừng thì mình sẽ mở thêm mấy cái này. Được một cái chuông. Shell Bell. Ủa, cái chuông này có treo lên được không ta?
cái chuông này không treo lên được các bạn ơi, tưởng đâu tại vì trong đây á có một vài cái chuông các bạn ơi, khi sử dụng chuông hình như mình còn có thể triệu hồi ra một Pokemon huyền thoại nữa. Rung chuông là có Pokemon huyền thoại đấy, nhưng mà có vẻ cái chuông đó khá là khó tìm. Và thử mở thêm cái chat này xem. Boop. Super Potion được, chút mình sẽ sử dụng cho mấy em Pokemon của mình. Lại có thêm một cái Master Chat nữa. Cái này đang dụ dụ để cho mình mở chat hay sao nè. Giống như lần trước vậy đó, mình định đi về mà cứ dụ dụ để mình đi mở chat hoài. Dụ thì mình vô mở thôi chứ có gì đâu. Rồi đập cái này ra một cái và thử mở xem cái này sẽ rơi ra cái gì nhá. Bước cái này đi. Lại được thêm một cái band nữa các bạn ơi. Ok, cái này thì cũng tạm thôi. Và đi tiếp thôi nào. Cái vùng sa mạc này quá là quen thuộc rồi, mình từng farm khá là nhiều ở bên khu vực này á. Ở nhà mình có một viên đá tiến hóa mega của em Campur này hay sao nè các bạn ơi. Chắc mình sẽ bắt một em nhá. Để có gì mình về mình còn tiến hóa mega á. Ý, quăng quăng hột mất tiêu rồi. quăng lại nè. Wow, nhưng mà có vẻ mấy em Pokemon thường này khá là dễ bắt các bạn ơi. Dùng Liver Ball một phát là bắt được luôn à. Và phía bên này có một cái Ultra Chest nè. Để mình thử qua bên đó mình kiểm tra xem coi cái Ultra Chest đó có gì nhá. Vì hiện tại mình còn khoảng 500 mấy ô nữa là đến cái khu vực kia rồi. Đây nè, Ultra Chest đây rồi. Bay xuống dưới một cái. Ê, và liệu rằng có rơi ra được bóng Pokemon. Ui, là một cái berry nữa. Không biết mấy cái berry này có trồng được không ta. Không, mình thấy dọc đường có mấy cái cây berry mình hái được á, nhưng mà không biết cái đó có đem về nhân giống ra được không nữa. Rồi, để mình thử xem. Hình như nhân giống được á. Nè. Ồ, vậy là nhân giống được nha. Trong đây có một vài loại berry á, ăn cho Pokemon ăn vào thì em ấy sẽ kiểu như là tăng cái độ hạnh phúc nè, cũng như là hồi lại máu á, rất là tiện luôn. Rồi thử chặt cái này ra một cái coi. Mở ra. Được thêm một cái đĩa cho hệ điện và Thunderbolt 90 điểm sức mạnh. Hơi bị được á nha. Ủa nhưng mà sao bên đây nhiều Master Chest vậy? Ok, để mình thử mở thêm một cái nữa thôi. Mở thêm một cái nữa rồi đi qua khu rừng Taiga thôi chứ. Mãi mê mở gì không biết chừng nào mới tới khu rừng Taiga. Rồi đáp xuống một cái nè. Liệu rằng cái này có rơi được Master Ball hay không? Mở ra. Kỹ năng Raiden Cloud, vuốt rồng, 80 điểm sức mạnh. Cũng khá là ok đó, tại vì Pokemon anh rồng mình cũng khá là nhiều đó các bạn ơi. Thôi không, liên thai liên thiên với mấy cái Master Chest nữa, lên đường tiếp thôi. Hình như đã tới cái khu vực Taiga Mega đó rồi các bạn ơi. Mình thấy phía bên kia có cái cây gỗ Vân Sam rồi kìa. Mở cái này. Sao điêu. Ui, được một cái sao điêu gì kìa. Mấy cái đó hình như trang bị vô cho Pokemon đó các bạn ơi. Mình cứ tạm thời nhét vô trong em ấy trước đi. Và bên này có thêm một cái Master Chest nữa. Không biết có chính xác đây là cái khu vực ấy chưa ta. Ừ, đúng rồi nè. Trong khu vực này nó sẽ xuất hiện một em Pokemon, đó chính là Sariram á các bạn ơi. Em Pokemon đó có thể kết hợp với em Kyurem của mình á. Và mở cái Master Chest này. Được một cái Ratcanot, chưa biết rõ điểm sức mạnh. Và có cả một cái ngôi làng ở đây luôn cơ. Hên thiệt á. Vừa tìm được khu vực rừng Taiga nè, vừa tìm được cái ngôi làng. Được một cái God Rod nè, ít cái Raiden Gem, rồi Iron Blade, hắc diệm thạch. Xác thì mình không cần lấy đâu. Cũng được á chứ. Và coi coi phía bên này tiếp tục là một cái chat. Ui, mấy cái chị này gì kỳ vậy, hái xong không trồng lại hả? Ui, làm đủ thế này thì chết rồi. Thu hoạch xong không thèm lượm luôn chứ, bó tay luôn á. Mình sẽ trả vô đây đi. Và cái ngôi làng này có chị y tá nè. Được á, được á, có chị y tá là mình thấy thích ngôi làng này rồi, chứ có anh y tá thì các bạn cũng hiểu rồi đó, chôm hết đồ luôn á nha. Và trong này thì có mấy loại này thì thôi mình không cần thiết quá đâu. Có cái Master Chest kế bên luôn nè các bạn ơi, để mình tranh thủ mình mở nốt luôn. Lại có thêm một cái Raiden Cloud nữa kìa. Buồn ghê luôn á. Thôi kệ đi. Giờ thì mình sẽ trở lại với cái công việc đi tìm Pokemon Legendary trong khu vực này thôi. Cái nhà nó, nhà đâu nằm dưới dưới cái hốc đá luôn kìa. Úi. Ê, ở đây có em Pokemon gì đã lạ lắm các bạn ơi. Giống cái cây cổ thụ á. Em này hệ lá đúng không? À không, hệ đá. Hệ đá chứ không phải hệ lá. Sudowoodo.
Ừ, được á, mình sẽ sử dụng Caesar đây để bắt em này thôi. Tính ra qua khu vực này cũng gặp nhiều em Pokemon mới chứ bộ. Rồi, và khi đánh em này tắt máu như vậy thì mình sẽ sử dụng một cái Liver Ball nhé, để bắt em này nhanh đi. Hy vọng là trong buổi tối ngày hôm nay mình có thể gặp thêm được nhiều Pokemon tốt hơn để có thể bắt luôn á. Nhất là cái em Sariram đó. Rồi, và đã bắt được em Pokemon hệ đá kia rồi. Xem coi khu vực này còn em Pokemon nào lạ khác không nhá. Reaper thì chắc chắn sẽ có rồi, tại vì em ấy thường xuất hiện ở dưới mấy cái hốc đá. Mình sẽ tiếp tục cưỡi Ivertor thôi, vì Ivertor có kích thước không quá to đâu các bạn ơi, chứ Necroma thì nãy mình không có cưỡi được. Necroma của mình khi ghép lại với con kia thì không có cưỡi được á. Phía bên đây có một cái Master Chest này các bạn ơi, mình sẽ mở thêm cái này đi, nãy giờ chưa có thấy em Sariram xuất hiện nữa. Được thêm một cái đĩa Attract. Đĩa này sao ngày nào mình đi mình cũng nhặt được hết trơn vậy. Hình như rất là có duyên với cái đĩa đó nha, đi đâu cũng mở ra được cái đĩa đó hết trơn á. Rồi, và khu rừng Taiga này có vẻ cũng khá là rộng lớn nè. Được đó, phải rộng như vậy đi thì tỷ lệ mình gặp được mấy Pokemon Legendary nó mới cao được chứ. Phía xa xa đằng này tiếp tục có một cái Master Chest nữa. Trong khu rừng vậy nhưng mà vẫn có nhiều những cái Master Chest đó các bạn ơi, tha hồ cho mình mở luôn. Đằng kia cũng có nữa cơ. Hơi bị nhiều á. Rồi, đột nhập vào trong theo cái con đường này đi. Và mở ra được thêm một cái đĩa SWAT nữa. Đĩa này thì mình cũng đã có rồi á. Hôm nay mình mở đĩa bị trùng hơi bị nhiều luôn. Lại được một cái Rocky Helmet. Mở ra mấy cái nón này miết à. Ở dưới có Leaf Stone kìa mọi người, nhưng mà giờ thì mình chưa cần Leaf Stone cho lắm á. Mình đang rất là cố gắng để tìm Sariram nhưng mà vẫn chưa có gặp được em Pokemon đó nữa. Phía bên này có em gấu, gấu này thì mình đã bắt rồi nè. Ồ, ở đây em nào vậy? Đây là em EGM. Ủa, Pokemon gì lạ vậy ta? Cái này hệ gì đây? Hệ tâm linh hả? Được, bắt luôn các bạn ơi. Mấy em Pokemon này, tại vì lâu lâu mình đến cái mới đến cái khu vực rừng Taiga này á, nên mình tranh thủ mình bắt nhá, để mình không có dịp bắt thì ổn lắm. Rồi, sử dụng một cái Liver Ball nè. Liver Ball đâu rồi ta? Đây, Liver Ball tuốt ở dưới. Rồi, tung ra một cái. Mình nghĩ chỉ với một cái thôi là mình có thể bắt được mấy em này á. Mấy em này thì chắc cũng dễ bắt thôi. Và được rồi nè. Tìm em Reshiram chưa gặp, nhưng mà mình đã gặp một em boss Blastoise các bạn ơi. Ở nhà mình cũng có một viên đá Mega của Blastoise rồi á. Ủa, nhưng mà đánh với Blastoise mình dùng em Necroma này ổn không đây? Mình sợ bị quên shop quá hả? Thử sử dụng bằng một kỹ năng hệ tâm linh thử xem. Coi coi. Em đấy đánh mình một cái còn có tí tẹo máu luôn á. Ý, nhưng mà mình dùng hệ tâm linh đánh em này cũng khá khá máu nè. Được đó. Coi coi, ở đây thì mình vẫn còn Sơn nữa ta. Test thử trận đấu đầu tiên cùng với em Sơn nào các bạn ơi. Sơn cũng có một kỹ năng hệ tâm linh nữa. Hên quá, vẫn có thể ra đòn nè. Ấy, nhưng mà quên mất kỹ năng này không có gây được sát thương. No, nếu không được thì chắc mình phải đổi Pokemon mới rồi. Ui, cái em Blastoise này tấn công bắt nào bắt đấy. Rất là thốn luôn á các bạn ơi. Đánh Ivertor của mình có một hit là gần ngậm mất tiêu rồi. Và chắc mình sẽ không có đủ tốc độ để có thể ra được đòn cuối. Hơi tiếc nha, còn Bulbasaur. Cố lên em ơi, anh tin tưởng vô em. Hết trả khúc đầu nè. No. Hôm nay mình không có tập luyện cho Bofala, thành ra em ấy không có lên cấp thêm á, nên đánh nó không có được đầu vô lắm. Biết vậy mình thường xuyên tập luyện cho cái hút đầu của em ấy thì chắc bây giờ em ấy đã có thể hút chết em Blastoise rồi. Mấy phía đằng này có em Legendary gì kìa. Latios đúng không? Chuẩn rồi, Latios các bạn ơi. Kệ thua, nhưng mà gặp được em Latios thì cũng khá ok. Latios, vậy là mình có được bộ đôi Latios và Latias luôn á. Nếu mà mình bắt thành công em này. Cố lên, phải chinh phục được Latios thôi. Pawn Switch nè. Được rồi nè, mình đã chinh phục được em Latios rồi các bạn ơi. Như vậy á, thì Latias của mình đã có người bầu bạn rồi. Thật là tuyệt vời. Đâu rồi, đây đây đây, bộ đôi Latios. Hai em này thì chắc đều cùng hệ đúng không? Đúng rồi, đều cùng hệ rồng và tâm linh các bạn ơi. Thật tuyệt vời. Phía bên này có một em Sukun nè.
Sukun thì chắc mình sẽ farm để lấy kinh nghiệm thôi, chứ mình đã có Sukun rồi. Nhưng mà trước tiên thì cần phải heal cho mấy Pokemon của mình cái đã. Mấy mấy yếu hết trơn rồi á. Và thử cho Sonic coi coi có đánh lại Sukun không nhá. Đây, trận chiến giữa hai Pokemon này, và mình sẽ sử dụng kỹ năng hệ băng đi. Tại vì em Sukun cũng biết dùng băng á. Và kia máy tấn công mình. Wow, có vẻ băng của em Sonic mạnh. Ủa, em Sukun mạnh hơn các bạn ơi. Nếu không được thì mình sẽ sử dụng hệ bóng tối coi coi. Hệ bóng tối có vẻ mạnh hơn này. Wow, xịn sò combo nha. Tấn công một phát cái kết thúc em ấy của mình luôn rồi, em Sinis của mình luôn. Nhưng mà con boss này mình hiện tại chưa có đánh lại các bạn ơi, chắc mình phải sử dụng dàn một Pokemon mới quá. Bộ ba XYZ không đánh lại thì mình sẽ đưa bộ ba thời tiết vào trong coi coi có đánh lại con Blastoise 108 này không nhá. Và đây chính là em Kyuri ở dạng nguyên thủy của mình nè. Mình sẽ tấn công bằng Aqua Tail thử xem. Wow, em này quấn mình đau ghê luôn á. Và khi mình phản đam, sao kỳ vậy? Dạng nguyên thủy mà đánh thế thì tôn rồi. Có vẻ cái con Blastoise này nó tiến hóa Mega nó mạnh cực á các bạn ơi. Rào thử xem. Rào có kích thước rất khổng lồ nè, liệu rằng có thể đánh bại được cái con này không nhá. Mình sợ mình không có đánh bại được nổi á, con Blastoise này khỏe cực. Ui, có vẻ kỹ năng Earth Power của Rào có thể gây được khá khá sát thương cho Blastoise nè. Và sức phòng thủ của Rào cũng khá là tốt nữa. Đây chính là khắc tên của Blastoise đây rồi. Nãy giờ nghe đồn người bán ngành cho mấy Pokemon của ta đúng không? Thấy Rào của mình gầm gừ chưa? Rất là ha, ngầu á. Mà dặm một cái nữa nè. Đấy rồi. Hit này thì đã dứt điểm được con Blastoise kia. Và được một cái Wizard Orb. Ui, cái orb này rất là cần thiết cho mình để triệu hồi một Pokemon đó các bạn ơi. Được á nhé. Được đồ xịn, được đồ xịn. Đằng kia cũng có một em Suicune đó kìa. Nhưng mà mục tiêu của mình không phải là Suicune. Mình phải tìm một em Reshiram cơ. Để mình đi sâu hơn vào bên trong khu rừng coi coi có gặp được cái em Reshiram nào không nha các bạn. Mình đi tìm cái em Reshiram mà lại gặp được một em Zekrom chứ. Mình đã có Zekrom rồi các bạn ơi. Hay là bây giờ mình sẽ thử vào một em này coi coi mình sẽ nhận được những cái gì từ cái em Zekrom nhá. Quăng bóng chữa Pokemon nè. Và lần này cho Bobolan ra tập luyện luôn. Rồi, headshot một cái, húp đầu coi. Đó, các bạn thấy chưa, Bobolan cũng là một trong những Pokemon có cái đòn sát thương đánh thì cũng thốn đó nhưng mà có vẻ hơi mỏng tại vì cấp hơi thấp á. Để giờ mình sẽ cho em Necroma đi. Necroma đánh với Zekrom nè, liệu phần thắng sẽ nghiêng về ai đây? Tấn công bằng kỹ năng hệ tâm linh và mình sẽ nhận được một cục nam châm Electric Gem. Cái này thì mình không cần đâu. Wow, ra là vậy. Thì ra cái em Zekrom khi mình tiêu diệt á thì sẽ cho mình một cái cục nam châm các bạn ơi. Ở đây còn có Paunia khiêu chiến với mình nữa nè. Tôi không có đánh với Paunia đâu, mình muốn tìm em Pokemon kia cơ. Em Sarigam á. Có vẻ em đó gặp khó hơn các em Zekrom một xíu á các bạn ơi. Và mở cái này. Mình sẽ được một cái Ability kép xuôi. Ủa, cái này có thể trang bị vô đúng không? Ủa, cái này không có trang bị vô được hả? Ồ, vậy là cái này có liên quan đến công thức chế tạo hả? Cũng chưa rõ nữa nhưng mà mình cứ giữ đi các bạn ơi. Có vẻ cái món đồ đó cũng sẽ rất là cần thiết cho mình á. Rồi và giờ thì đi tiếp thôi các bạn ơi. Được một cái X Accuracy. Hôm nay mình mở khá là nhiều mấy cái X luôn á. Hôm trước thì mở ra cái X Defense, hôm nay thì mở ra X Accuracy. Có đợt thì mình còn mở ra X Attack nữa cơ, X Power á. Không biết cái mấy cái X đó có bóp thêm nhiều thứ cho mấy em Pokemon không nữa, nhưng mà cứ giữ trước đi. Tình hình là trời gần sáng rồi mà vẫn chưa có gặp được cái em Reshiram nữa các bạn ơi. Không biết đến khi nào mới gặp được cái em đó nữa. Ai, đúng là huyền thoại có khác, muốn tìm cũng không phải dễ đâu, phải đợi cả buổi trời, nhiều khi còn không được gặp cơ. Được một cái scrap nữa nè. Rồi đi tiếp thôi. A few moments later. Và cuối cùng thì mình cũng đã gặp được Reshiram rồi. Đây nè, em này màu trắng à. Vậy là khi em mình kết hợp với em Kyurem của mình sẽ trở thành Kyurem trắng các bạn ơi. Hy vọng là mình có thể bắt được em này để có thể có đủ bộ đôi trắng đen nha. Cất những thứ không cần thiết vô trong lại đi. Cất vô nè.
Rồi sau đó qua bên kia kêu chiến nhà máy liền luôn thôi. Ủa đây còn có em chim gì nữa. Ui. Được được thôi thôi kệ, bắt em này trước, bắt em này trước. Và mình sẽ sử dụng em Scizor trước nhá, để khiêu chiến cho an toàn. Để mình test coi cái sức phòng thủ của mấy Pokemon này là như thế nào các bạn ơi. Để còn biết đường mà dùng Pokemon thích hợp chứ. Mới vô mà dùng Pokemon mạnh quá, đánh một phát em này mà ngủm luôn thì chắc tiếc nuối lắm luôn á. Rồi và em này có vẻ đẹp hơn, và nhìn có vẻ không có quá nguy hiểm so với cái em Zekrom á các bạn ơi. Zekrom nhìn nguy hiểm cực ấy, nhất là phần đuôi, y như có một mũi khoan luôn. Và em này, ủa sao em này dùng kỹ năng hệ nước hả? Ủa em này có kỹ năng hệ nước luôn hả ta? Được nha, được nha. Và tiếp tục là Pond Sweep nè. Chết rồi, em Scizor của mình đang bị tê liệt. Cố lên em ơi, gán dùng một lần Pond Sweep nữa đi. Hy vọng là được. Một lần Pond Sweep nữa thôi. Đấy rồi, phần mở đã rất là thấp rồi. Giờ thì chúng ta cùng nhau sử dụng một cái bóng chứa Pokemon thôi. Trời thì nó đã sáng rồi nên mình không dùng Deep Ball, ở không dùng Dust Ball được, nên mình dùng Ultra Ball trước nhá. Và sau nhiều lần dùng Ultra Ball thì mình sẽ chuyển sang dùng Thunder Ball để có thể dễ dàng bắt em ấy hơn. Hôm nay mình thấy Thunder Ball cũng phát huy khá là nhiều cái công dụng á. Nên mình sẽ cố gắng sử dụng tối đa với cái lượng bóng Pokemon mà mình có để cố gắng chinh phục em Reshiram này nhá. Em này hơi bị khó tìm luôn á. Ý vừa đổi sang Thunderbolt một phát được luôn các bạn ơi. Ở đây có một Pokemon Geodude khiêu chiến mình nè. Giảm khiêu chiến hả em ơi, em liều lắm. Thử một đòn tấn công bằng kỹ năng hệ bóng tối, còn một máu. Có vẻ khả năng tấn công của Sneasel không được tốt cho lắm các bạn ơi. Đánh em Pokemon level 25 nhưng mà vẫn chưa đủ để one shot á. Vâng, hoặc là một phần mình bị khắc hệ hay sao ấy, mình cũng chưa rõ nữa, nhưng mà cứ đánh em này trước đi. Ý à không, cái berry này thì nó không có cho thêm cái độ happiness. Tưởng đâu cái loại berry cũng màu vàng vàng này nè, nhưng mà nó to hơn một xíu á thì nó mới cho cái độ happiness các bạn ơi. Sau khi đã bắt được cái em Serigram thì bây giờ chúng ta cùng nhau mở thêm những cái chest nào. Tại vì mục tiêu đến cái khu vực này á đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Và cái master chest này sẽ rơi ra một cái đĩa counter, một cái đĩa khắc chế luôn à. Được á, và mình có thể áp dụng lên hệ chiến đấu nhá. Phía đằng này có thêm một cái Ultra Chest nữa. Mình nghĩ mình nên mở thêm một cái Ultra Chest trước khi trở về nhà các bạn ơi. Mình sẽ cởi inventory đi để bày cho nó nhanh nhá. Rồi, tiến lên gần cái Ultra Chest xem liệu rằng có thể ra cho mình một cái bóng chứa Pokemon gì đó khác không nhá. Nói lên Ultra mới nhớ, hôm nay mình chưa có xuống thế giới Ultra để tìm thêm mấy Pokemon đó. Ở dưới cũng có Pokemon kiểu như là huyền thoại nữa cơ, giống như là em Staka Taka vậy đó. Ué, quên mất ở dưới dân. Ui. Ủa em này không phải ra chưa hả? Không biết được không ta. Mình nghĩ chắc được á, trên lệch cấp khá là nhiều nè. Nó được rồi. Rồi và phía bên này có thêm một con boss nữa. Be real hả? Được đấy, được đấy. Wow, chơi luôn con be real này thôi các bạn ơi. Nhưng mà nó sẽ hơn mình tới tận 20 cấp đấy nha, nên cũng phải rất là lưu ý. Dàn Pokemon trước của mình bị quên sót hết luôn các bạn ơi. Cái con Birim này nó khỏe cực kỳ luôn ấy. Rau đôi mà nó quýnh một lúc còn mất cả thống máu cơ kìa. Ồ, thử phun lửa xem. Mình nghĩ lửa có thể đốt được mấy con bọ này á. Đó, chính xác. Và mình nhận được một cái flame lại cũng như một viên kẹo. Lượm có cục kẹo thôi mà quýnh mấy em Pokemon của mình muốn xỉu luôn á. Rồi để vậy cùng chúng thêm độc nữa để mình chữa trị vết thương cho mấy cái đã. Rồi sẵn tiện đang còn một cái con Heracross luôn á. Và con này thì vẫn là hệ chiến đấu và hệ bọ thôi. Nên mình nghĩ mình sẽ cho Rau Đôn tiếp tục chiến đấu nhá. Và thử phun lửa coi. Hồi nãy mình thấy phun lửa khá là hiệu nghiệm. Phun lửa lên Heracross. Đó. Dùng lửa có thể khắc mấy con bọ và được một cái sáp lay. Bóng chắc nhờn. Cũng được đó, cũng được đó. Và các bạn cũng có chỉ mình một cái mẹo hay á, đó chính là có thể biến một cái con Magikarp trở thành Magikarp Zombie á, bằng cách cho nó bị sét đánh trúng. Và trong dàn Pokemon của mình thì mình thấy có một vài Pokemon có thể triệu hồi được tia sét á, chẳng hạn như là Thunderdust đây nè. Thử nha. Đây chị à, không không không, nhầm, Thunderdust mới đúng, Thunderdust mới triệu hồi sấm sét các bạn ơi. Mình sẽ heal cho máy nè, rồi sau đó triệu hồi máy ra bên ngoài và cho tia sét xuống thôi. Còn Magikarp rồi, đây rồi. Sử dụng lên. Ây dù. Mình kêu đánh con cá mà sao lại đánh mình. Đồng đội như thế thì toang rồi. Đánh đi em ơi. Đúng rồi nè.
Đúng không? Cái này có phải là Monkey Cup Survive không? Ủa sao mà... Ủa mình xem thông tin là nhảy đành đạch rồi. Ủa cái này có phải là dạng Monkey Cup Survive không các bạn? Mình thấy nó đổi màu nè, con mắt cũng có đánh dấu X đó. Thử, mình sẽ thử bắt cái con Monkey Cup này nhá. thí nghiệm thành công rồi, point sweep một cái nè. Rồi, và sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái Deep Bond đi, bắt mấy con dưới nước thì dùng một Deep Bond mình nghĩ chắc bắt được á. Với lại con này thì chỉ mới lên level 20 thôi nên chắc cũng dễ bắt thôi à. Đó, bắt được ơi. Mặc dù bị sét đánh hơi thốn một xíu thôi nhưng mà vẫn ổn các bạn ơi. Đằng kia thì có Keldeo kìa. Thôi mình không đánh Keldeo đâu, chắc mình sẽ lượn thêm vài vòng và lên đường về nhà thôi chứ. Qua bên đây cũng khá là lâu rồi đó, cưỡi Thunderdust trở về nhà thôi. Sau khi trở về nhà thì lập tức mình sẽ soạn lại cái dạng Pokemon của mình một xíu nhá. Thunderdust thì mình sẽ để vô trong đây đi. Và mình đã có được Kyurem nè, Reshiram cũng như là cái em Zekrom á. Và em cá này thì mình sẽ cho qua bên đây đi. Sắp tới mình sẽ thử coi em ấy sẽ tiến hóa như thế nào nhá. Và mình còn một vài em Pokemon còn có thể tiến hóa khi mà trao đổi nữa. Để bây giờ mình sẽ cho Anti vào trong cái này đi, để mình sắp xếp rồi cho nó đúng thứ tự lúc ban đầu á, cho nó đẹp hơn nhá. Rồi nè, mình sẽ lấy cái em Timber nè, Magma, rồi cái em Electabuzz nữa. Đây là những em Pokemon mà mình dự định sẽ tiến hóa. Và bây giờ thì mình sẽ thí nghiệm đối với em Reshiram trước nha. Triệu hồi Reshiram ra coi. Sẵn tiện hồi máu cho em ấy luôn nè. Đây chính là Reshiram của chúng ta đây. Và hệ thì là hệ lửa và hệ rồng. Và mình đang có một một cái điều thắc mắc là nếu nhá, giờ mình sẽ cất tạm cái em này vô trong đi. Và sau đó mình sẽ tách cái em Kyurem với em ấy ra coi. Em Zekrom ra một cái nhá. Rồi cất ra nè. Và vậy là mình đã được em hai em Pokemon có thể ghép luôn. Vậy thì nó sẽ ghép ngẫu nhiên hay như thế nào ta? Thử nhá. Ui. À đây nè. Đây là dạng Zekrom rơm trắng nè các bạn ơi. Hơi bị đẹp luôn. Mình thấy dạng nào của em Zekrom rơm cũng đẹp hết trơn á. Các bạn có thấy cái phần đuôi không? Nó được nối với nhau bằng mấy cái cọng dây này nha. Nhìn thích cực luôn á. Wow, đẹp nha, đẹp nha. Tách ra, ghép lại. Tách ra, ghép lại. Tách ra, ghép lại. Ủa? Vậy là nó sẽ nhận cái em ở cao nhất hả ta? Đúng không? Ồ, như nó nhận cái em ở cao nhất á các bạn ơi. Tách ra, ghép lại. Ồ, đúng rồi. Cái em nào mà mình để ở cao á thì nó sẽ nhận vô á. Hay nha. Và các bạn thử đánh giá xem. Nè, đây là dạng Kyurem Black nè. Còn giờ mình sẽ test lại một xíu nha. Gỡ ra. Ghép lại, đây chính là Kyurem dạng trắng nhá. Các bạn thích dạng nào hơn? Mình thì mình thích dạng này hơn á, tại vì có cái phần cánh á, nhìn rất là đẹp luôn. Ui, được thiệt sự, được thiệt sự. Rồi, thí nghiệm trên Kyurem đến đây thôi các bạn ơi. Còn giờ thì chắc mình sẽ login thêm một cái tài khoản nữa để mình có thể tiến hành trao đổi thêm Pokemon đó nhá. Rồi, mình đã login thành công rồi các bạn ơi. Như thường lệ thì mình sẽ cho Pokemon mình cần tiến hóa vào trong đây nhá. Đầu tiên thì mình sẽ cho tiến hóa cái em Magma trước đi. Magma thì ẩn sẵn sàng nè. Ấy chưa chưa, bên đây cũng phải cho Pokemon vào mới được. Rồi, ẩn sẵn sàng và trao đổi thôi. Đó, và cái em Magma đã bắt đầu quá trình tiến hóa rồi. Ủa nhưng mà làm gì xoay ghê vậy? Xây gì xây ghê vậy. Và tiến hóa thì em Magma sẽ trở thành em Pokemon tên là Magmortar. Ủa? Ui, cái phần mỏ của em ấy đã thay đổi một xíu rồi kìa. Và nhìn có vẻ ngầu hơn. Cái phần vai á có những giống như cái lửa tóe ra vậy đó các bạn ơi. Khá là đẹp á. Được, được, được. Rồi, giờ thì trao đổi cái em Pokemon thứ hai thôi. Đó chính là Electabuzz á. Mình sẽ cho em Electabuzz vào trong nè. Và bên đây thì mình sẽ cho cái em Magma vừa tiến hóa vào trong nhé. Để trao đổi cho nó tiện hơn. Và ẩn sẵn sàng tiến hành tiến hóa tiếp thôi. Đó, Electabuzz của mình cũng đang tiến hóa rồi kìa. Không biết khi em ấy tiến hóa thì sẽ như thế nào đây ta. Và đầu tiên thì phần tên trước cái đã. Ủa em này tiến hóa xong tên gì đây? Electivire. Ui được nha. Ui hai đuôi luôn. Em Electabuzz tiến hóa xong có tới tận hai đuôi các bạn ơi. Mà nhìn có vẻ rất là lực lưỡng luôn á.
Mấy em Pokemon thì tiến hóa đã ghê luôn. Rồi và giờ thì mình còn một em nữa, đó chính là em Teamer á. Nhưng mà em này thì khác với mấy em hồi nãy, mình cần phải cho ăn thêm cơ. Tại vì em này có tới hai cấp độ tiến hóa các bạn ơi. Hiện tại thì cầm cái khúc gỗ nè khá là dễ thương luôn, nhưng mà khi tiến hóa lên cấp độ thứ hai thì theo như mình biết thì em ấy sẽ cầm một cái thanh sắt hay cái thanh gì đó, thanh kim loại các bạn ơi, chứ không cầm cái thanh gỗ nữa. Rồi và kích thước thì cũng tăng lên một tẹo rồi nè. Chuyện này thì giác lên vai rồi nha. Rồi và với dạng này thì mình đã có thể bắt đầu trade để cho lên lên cấp rồi đó. Đây nè, cho em ấy vào bên trong. Bên đây thì mình sẽ cho cái em Electabuzz vừa tiến hóa xong nhé. Rồi, bắt đầu trao đổi lần ha, lần 3. Đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chuẩn bị tiến hóa đi em ơi. Chạy đi đâu vậy? Đừng chạy, đừng chạy. Và khi em ấy tiến hóa thì sẽ trở thành em ấy cầm hai cái khúc này là khúc bê tông á ta. Hình như hai khúc này là hai cái khúc bê tông các bạn ơi. Đúng đúng kiểu lực lượng luôn á. À, chiến đấu thì mấy em này thường kiểu như là sử dụng mấy cái móc vũ khí giống như vậy nè, hoặc là sử dụng cú đấm á. Và ba em Pokemon vừa tiến hóa thì các bạn thích em Pokemon nào nhất, để mình đổi cái em kia qua bên đây luôn nhé, để cho các bạn dễ dàng thấy hơn. Đây mình sẽ đổi với cái con cá Magikarp này đi. Rồi và trao đổi lại nè. Một xíu thôi mình đã có ba Pokemon vừa tiến hóa xong luôn. Đây Electivire vô. Rồi ba em này thì các bạn thích em nào nhất nè? Theo mình thì mình thích em Electivire nhất á, tại vì có hai cái đuôi lận á các bạn ơi. Tướng thì cũng khá là lực lượng á. Và như vậy trong ngày hôm nay thì cuối cùng mình cũng đã cho Kyurem của mình kết hợp với Reshiram á, để trở thành Kyurem trắng rồi đó các bạn ơi, với phần cánh phần đuôi cực kỳ đẹp luôn. Cũng như là khá là may mắn khi mà mình cũng đã bắt được thêm một em Latios á, để bầu bạn với Latias nhà bên, được nguyên một bộ đôi luôn rồi. Thật là tuyệt vời. Và mình cũng có bắt thêm được một vài em Pokemon và tiến hóa thêm, nhưng mà mấy em này thì cấp thấp thôi. Trong thời gian dài tập á thì mình sẽ cố gắng train cho mấy em này lên cấp cao cao một xíu nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.